không có team hỗ trợ sát thương, Lazy Field tới rồi. Thì chỉ kích trúng vào người của Qiyana, cẩm thận bất ổn làm choáng được Sylas, hất tung lên Sylas. Rồi có từ chối tử thần, đồ vương hồi phục cái lượng máu. Từ chối tử thần, hết thì có đồng hồ. Đồng hồ hết thì chết. Revenge đang bị CC, Lazy Field dứt điểm được Rakan. Thì chỉ kích vừa rồi bản năng sát thủ lao vào tấn công đánh tay nội tại. Ui đánh tay thầm cái nữa dứt điểm được Talia. Thì chỉ kích không trúng vào người Shinobi nhưng có được trong đó của triple kill rồi dành cho Lazy Field. Bây giờ thôi tôi tính nói cái câu chuyện này nhưng mà thôi để cái trận BO5 của T1 với lại Hanwha xong đi. Anh em đừng lo, anh em T-Con đừng bao giờ lo luôn. Vô Kai'Sa là con tướng tủ của Lazy Field anh em ha. Kai'Sa Rail, một bộ đôi có thể kích hoạt cái mưa kiếm của Kai'Sa rất nhanh. Lên cấp độ 2 mất quy rồi nâng đúp. Thiếu một cái đòn đánh. Thường là khi mà đối đầu với lại con Nautilus á, chỗ này nè là sụp nó phải che cho xạ thủ được farm á nè. Gì đây, Shinobi đi rừng tốc hành à. Đã vậy còn ngăn sớm nữa chứ. À dữ vậy. Nếu mà muốn ngăn sớm xong chơi mấy con tướng mà. Kiên nhẫn gì dữ vậy. Được không? Kai'Sa có tốc hành nha. Quá kiên nhẫn đến từ bên phía của Shinobi. Trời ơi để lại con mắt nữa. Đầu tư cho cặp boss ác. Shinobi chạy ra đường giữa bốn mạng luôn kìa. Qiyana còn tốc biến, chủ động tốc biến về trụ. Thoát được không đây? Không thoát được. Nỗ lực đáng khen dành cho phía của Shinobi. Quyết định dồn sụp vừa rồi của Rail là hay á anh em. Thường là anh em sẽ thấy là những người chơi sụp ở trong tình huống đó sẽ cố gắng để có thể mà CC vào người của Jerry. Và quyết định dồn vừa rồi là quyết định tương đối là hay. Tại vì ảnh tin là ảnh đủ sát thương khi mà Phil nó tỉnh lại nó sẽ chồng được cái mưa kiếm rồi nó sẽ one shot được đối phương á. Nó không bị xe đam của hỗ trợ. Nhìn vừa rồi khá là ok. Rồi đừng dừng nếu hồi phục luôn. Phil về nhà lần này có một cái lưỡi hái, hai thanh kiếm dài quá ngon, còn tống biến ở đường dưới luôn. Cái tống biến này thì không có được quyền đánh láo ha, không có sợ rừng đối phương ra găng luôn. Quả đi đốt nặng ha. Ừ quả đi đốt tương đối là nặng nha. Mà hình như là bên phía của giới chức hạ viện ha, Hàn Quốc cũng đề cập tới vấn đề này đúng không anh em. Nên nhiều khi là mấy ban ngành tổ chức ở bên Hàn đó, họ sẽ quan tâm nhiều hơn. Phi nước đại lên tấn công có mưa kiếm là 2/3 máu của Jerry mất đi rồi, bắt E2 trúng. Phiêu nhiều mạng, Phiêu tấn công tiếp vào người Rakan. Xin tầm kích ok. Rakan chạy được rồi nhưng mà cái đợt lính đang được đẩy trước. Phiêu đẩy xong đợt lính này, cancel thêm cái đợt lính nữa. Không về anh em ha, tấn công trụ. Tại tiền nó cũng đang nhiều nên thôi không về, tiếp tục ở lại trụ. Phiêu với lại Chica chắc là bây giờ đang được trên team 2 rồi đó anh em. Có cái đặc điểm như thế này ở bên phía của Hàn Quốc á, mà đợt vừa rồi thì khi mà Linh có nói chuyện với lại một vài bạn trẻ, một vài bạn nhỏ được đi qua Hàn á, đợt vừa rồi thật ra không chỉ là Phil nè, không chỉ là Tờ Long nè, không chỉ là Chica đâu nè, có Genji nữa. Genji cũng tuyển người ở Việt Nam mình luôn rồi đó. Tiên Quanh không biết có tuyển hay không, Tiên Quanh chắc chưa tuyển nhưng mà Genji có tuyển nữa. Có một vài bạn, có bạn cũng được đi qua bên phía của Genji thực tập. Nhưng mà không có báo chí, không có rầm rộ, không có này nọ thôi anh em ơi. Mai mốt mà T1 qua tuyển người là tôi đăng ký nha. Anh em không lẹ tay lẹ chân là tôi đăng ký hết á. Ồ, Tomikathia né đúp của Jerry tốt ha. Và né đúp vừa rồi khá là dẻo của Lazy Field. C
xuyên tâm kích là hắc kim thuật dồn đam như thế này thì chịu gì nổi. Rakan mở lại tiếp tục một pha fail của Rakan. Đánh Jerry Rakan thì đánh thủ thôi nội ơi. Jerry chấm hỏi liền kìa. Những cây sao mưa kiếm đam nó rác lắm. Trời ơi, Rakan báo quá. Game vô địch bao giờ ra mắt? Tầm tháng 5 anh. Tháng 5 anh em à. MSI á, MSI đánh hết round đầu á là có mặt á. Salad đang có mặt đường dưới mới cấp độ 5 mà. Máy quét phát hiện ra đối phương không có tầm nhìn ở đây, bắt đầu di chuyển vào chiếm bụi cỏ giữa sông. Rakan đứt tiếp. E về trúng CC của cả hai luôn. Tiếp tục là một tình huống không biết nguyên do vì đâu mà lại đánh đến từ bên phía của Rakan và Jerry. Trong khi đó thì Chintami đang có mặt ở cánh trên. Những tình huống xử lý rất fail đến từ bên phía của Rakan. Nó báo luôn cả Jerry. Kiểu như binh đánh nữa, tan vỡ rồi anh em ơi. Double kill dành cho Lazy Phil ở trong cái ván thi đấu này. Quan trọng là cái cách mà Phil hướng tới những cái món trang bị như thế nào thôi ha. Thông thường thì Phil chơi con Kai'Sa là sẽ lên full chí mạng, bóc diệt được các kiểu các kiểu. Phil muốn về rêu ở lại farm hả? Rêu hơi phá vào đó nha. Hay là rêu muốn ăn lính để cho Phil về, xong rêu nó muốn ăn lính để mạnh lên 6. Có thể ý đồ của ảnh là như vậy. Anh Linh còn thuộc biên chế bên box không? Có nha, vẫn đang còn thuộc biên chế bên box. Anh nghĩ lối đánh kiểm soát của Chen Chi là do ai chủ trương, tại em thấy đội huấn luyện viên thì họ vẫn giữ cái kiểu đánh như vậy. À, là do con người với lại cái cốt lõi đội hình. Lại có Châu Vi này, có Pay nữa, hai nhân tố chính. Rồi Phil lên cấp độ 6 là có tốc hành. Rồi làm cái nhịp tấn công nhưng đặc lính cũng tương đối là nhiều. Phil mất cái Kumikathia, dọn lính ở phía sau. Lần về nhà vừa rồi của Phil có được cái giao điện, ao hẳn một món trang bị lớn so với lại Jerry ha. Jerry chỉ có cái giày cuồng nộ thôi. Ok, đánh chi chi thoải mái được. Nó quay trở lại câu chuyện của Genji thì anh em thấy là bởi vì cái tính chất về mặt con người, cái điểm mạnh nhất của Châu Vi vẫn là cái khả năng farm anh em ạ. Giai đoạn vừa qua thì mặc dù mid lane đến từ Châu Vi tốt đúng không, nhưng mà anh em thấy là cái tính chất farm của Châu Vi đến từ Coffee, đến từ Aurelion Son nó vẫn được phát huy á. Farm nhiều mảnh vải trưởng, xong rồi cả Bay nữa. Bay cũng là một cái xạ thủ mà thiên hướng team fight. Thì bây giờ hai nguồn carry là hai nguồn mà tăng tiến ở dần về sau rồi anh em, nên cái lối chơi đó là lối chơi phù hợp nhất rồi. Hoa rồng này đánh thoải mái luôn em ơi. Phiêu mặc dù không có chiêu cuối thôi nhưng mà tốc biến rồi đồ các thứ đánh thoải mái luôn. Kai'Sa bây giờ đánh rất là thoải mái. Rakan vừa rồi mới lên 6 nè. Ây à, mặn cái tiền chỉ kích trúng Jerry luôn mới chịu chứ. Lên cấp độ 7, lướt E không đầy, chủ động lướt E lao vào mất bụi rồi bắn tay thêm cái Kumikathia trước. Xuyên tầm kích vẫn trúng vào người của Jerry. Jerry nằm. Jerry thật ra vừa rồi có cái con đường đến nhưng mà chủ động lướt lướt tóc biến qua phía bên này, lướt về phía bên đây nè. Nó chỉ có cái xác suất là bị con reo nó quy ngay chỗ này thì bị khựng lại, nhưng mà khả năng chạy được vẫn có ha. Rồi phi nước đại cam bot mà làm nhẹ cái Kumikathia có điểm hạ gục thứ 5 dành cho Lazy Phil anh em. Đơn giản ba khiên trụ sức kép bây giờ là lớn ha. Đường dưới là gần như là thuộc về trong phía của Lazy Phil rồi, quá gọn. Tiếp tục là băng trụ hả? Trời ơi, bắt E2 bản năng sát thủ xấu xác rồi. Ông chấm hỏi cái gì? Ông đánh Sidaman từ đầu cho tới giờ xong ông bây giờ ông chấm hỏi. Rồi ván này mình có giai đoạn đi đường tốt của Lazy Phil rồi. Mình đợi coi vô combat. Trời ơi cam nữa.
Trời ơi khổ quá, giống ruler trong trận hồi nãy vậy. Mở chiêu cuối farm lính đi. Farm không được nhiều quá. Khổ. Mình tính ra không biết là cánh trên của phía team 1 là có gánh được không nữa. Kennen ok, Aliyah cũng ok. Ván này thì view được quyền lên phép luôn anh em. Kiểu team cũng nhiều đam quá rồi, mình lên phép cũng được. Kai'Sa lên phép thì nó vẫn làm một cái gì đấy mà kiểu dạng nó cuốn hút lối chơi của người ta. Anh em biết rồi, kiểu dạng trước vô trước khi vô vào giao tranh mà mình bóc 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 bóc. Mấy năm trước thỉnh thoảng thấy anh qua bên Millennium, bên Vân Đồn chỗ cũ của Lu chơi. Ừ, nên hồi xưa là qua hay qua nhà anh luôn anh. Giờ vẫn hay qua nhưng mà ít hơn so với lại ngày xưa. Giờ lo tu chí làm ăn rồi. Giờ mà anh em nào mà có job nào nha, kêu Linh nha, công việc gì cũng làm hết nha. Nón bảo hiểm Linh sẵn rồi đó. Nãy anh định nói là team quanh chắc chắn được đi MSI và đương nhiên là sẽ thắng Hang Live vào thứ bảy này. Hôm nay tôi chia sẻ với anh em nho nhỏ thôi nha. Nếu trong trường hợp tệ nhất team quanh không đi MSI thì cái khoảng thời gian MSI team quanh sẽ được nghỉ ngơi không làm gì cả. Thì dạo gần đây mối quan hệ của Việt Nam và Hàn Quốc, mối quan hệ văn hóa trên nhiều phương diện của Việt Nam và Hàn Quốc đang cực kỳ sôi động. Thì xác suất Bộ Văn hóa Việt Nam và Bộ Văn hóa Hàn Quốc sẽ có một chuyến hợp tác để mời một team nào đó đang rảnh qua giao lưu văn hóa Việt Nam Hàn Quốc. Cao không? Cao. Quá cao. Đó là trong trường hợp xấu nhất mà Thu Anh không được đi MSI. Ok chưa? Ok chưa? Ok chứ anh em, giống như Lazy Feel lên đường trên có được cái điểm hỗ trợ nè. Hợp lý không? Quá hợp lý. Thứ bảy này Linh có bình luận hay không á? Linh không biết nữa, anh em để coi lại cái lịch đó. Cái lịch bên lịch bình luận ACK tuần sau nó bị lỗi file rồi. Kịch bản ấy đẹp hả? Rồi, Shinami hết từ chối từ thần rồi nè. Nhấp nhả trời ơi, vào bắn tay một cái chưa kịp kích ba đòn mưa kiếm nữa, Kamikaze dứt điểm rồi. 7 sát dành cho Lanfield trong cái bản thi đấu này. Rêu có tụ bão rách. Phil về nhà lên luôn cho mình đâu cuồng đau rồi anh em ơi. Món trang bị thứ hai, món ba thì có thể build theo kiểu dạng sức mạnh phép thuật luôn cũng được ha, kiểu dạng năng ma so rồi cái thủ. Ui quy trượt rồi nhưng mà không sao, có bản năng sát thủ. Phil tăng trụ 2 hit, quay ngược trở lại, sát thương đến từ trụ là đủ để tiễn Rêu lên bảng điểm số. Nhưng mà Phil vừa rồi có điểm hạ gục thứ 8 của ta trong cái ván thi đấu này rồi. Băng trụ rất là thành công, có cơ hội lấy luôn cho bên đảo trụ của mình giữa rồi. Cấp độ 10 đến từ bên phía của Lady Phil, hai món trang bị lớn. Về nhà lần này sở hữu đâu đó khoảng chừng 1.300 vàng. Nhưng mà nguồn thu cho Red lại thấp. Ý là Red nguồn thu cho thấp hả? Thực ra thì mọi người phải biết là cái nguồn thu về game Liên Minh của Red nó không phải là cái nguồn thu chính. Nó không có đáng kể so với lại cái những công ty entertainment khác, những cái lĩnh vực khác của Red Game anh em. Game nó không phải là cái nguồn thu chính đâu. Thiệt. Làm vô những cái lĩnh vực mà điện ảnh rồi âm nhạc đồ các thứ nó ăn thương anh em à. Anh em không biết là con game này được làm ra là con game này được làm ra là để vận hành những cái mảng khác chứ không phải là làm game đâu.
nó chỉ là một cái cớ thôi. Chứ mà làm sao mà cái ngành công nghiệp game mà bằng với lại hiện tại thì chưa thể nào bằng với lại những cái ngành công nghiệp khác được. Rồi ok, pha này thì Riven đang bị đai trụ đường trên, cả anh em cố gắng xoay sở cũng nằm mất luôn trong đối trụ hai, nhưng mà Phil đang có cơ hội cùng với lại những người đồng đội của mình tấn công vào hai công trình, một trụ ở đường giữa và một trụ ở khu vực dưới. Lên sứ giả rồi, ẩm thảm bất ổn đặt ra khá là khó chịu nha, làm choáng được Kiana hết lính rồi. Jerry quay ngược trở lại nhanh như điện, cướp chiêu cuối tấn công ở trong trụ và đó điểm hạ gục sách đao dành cho bên phía của Jerry. Trong thời điểm đó thì Phil đang lấy được cho mình đã trụ đường giữa rồi. Đối mặt với Phil đó chính là một Chinamir có tốc hành, có chiêu cuối. Chém rồi, chém rồi, chém rồi. Ui, đầu 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 đầu. Bà, nó chém đầu quá. Chém đầu quá anh em ơi. Một ngàn vàng dành cho Chinami ha, khá là thơm. Về nhà lần tiếp theo là chuẩn bị hai món trang bị lớn luôn đó chứ. Ồ, tín hiệu tốt dành cho phía của team 1. Bằng tiền, tiền thì đang ngang bằng nhau. Rồi, phía ba đồ rồi anh em ơi, 18 phút Kai'Sa ba món trang bị lớn. Có Nanasaur nâng cấp E thì skill của đội chúng sự không kinh hoàng ok nè. Free shot đến từ Phil để mà cục thứ 9 dành cho tình huống này khi mà can thiệp pha giao tranh với cú tốc hành của mình ở hàng phía sau. Ồ, chủ động lướt E lên gã kèo. Jerry bây giờ đang khá là yếu ha. Ồ, tốc biến đẩy thế giới bùng nổ không cho Jerry chạy. Ở bên phía của team 1 không có người đép à. Một trụ bậc thềm rất đơn giản dành bên phía của team Phil. Bây giờ quan trọng là có lấy cửa Mega hay không hay bỏ về. Thôi thì không lấy cửa Mega ha, bỏ về là hợp lý nhất. Mới 18 phút à, lấy cửa Mega bị mất tài nguyên. Quay ngược trở lại tàn hình tấn công vào Rakan, kích được cái đồ tại hơn nửa cây máu rồi. Quả đầu. Ôi, bản năng sát thủ cơ mươi Katia. Nhờn. À. Alizan chạy rồi. Anh làm lại cái hiển thị đam lúc mà giao tranh, hiển thị đam lúc mà giao tranh. Ủa, chỗ nào hiển thị đam lúc giao tranh chỗ nào nhỉ? Giao diện đúng không? Ủa, ngay chỗ nào? Biết anh em không có. Trời ơi, Reo nó đốt cụ bão rết rồi. Vòng thái cực âm dương. Đâu phết nhờ, Jerry không được chơi game, chết 8 sát rồi. Bây giờ là cánh trên đang là cái cánh mà cú dành cho ông phía của team 1 ở trong cái ván thi đấu này. Kennen hút sai, Kennen đồ cũng nhiều, có đai, có ngọn lửa hắc hóa, có xuyên phép đến từ cái giày pháp sư, có tốc biến Chiramir, có lướt e, tốc biến lao vào tấn công vào người của Lady Phil. Lady Phil có bản năng sát thủ vẫn bị CC lên và Phil tiêu diệt được Kennen rồi anh em ơi, không có khoảng trống. Thì Chiramir chém đó, một kill dành cho Chiramir. Đuổi không đây, kiếm xoáy hồi nấu kích tốc hành hơi trễ, không biết là vừa rồi có bị cooldown không. Rồi như đã nói, Lee Phil sẽ lên luôn cái mũ phù thủy ở trong cái bán thi đấu này nè. Vừa rồi cái nem nó chủ động tốc biến vô CC ác quá,
Nhưng mà khi mà Ganon nó không có tốc biến á, thì nó cái mức độ cơ động của nó sẽ bị giảm đi rất nhiều. Không, cái mức độ cơ động không phải, nhưng mà cái mức độ bất ngờ mà nó có đai, nó có đai, nó có e. Ok, nói chung cái đai cũng được. Bắt E2 thành công, cướp chiêu cuối cho anh em không? À không, này Siri anh em ơi, Siri đang cooldown chiêu cuối của Salad thì phải. Rồi rồi, Rakan nó CC tốt, 700 vàng dành cho Siri. Trước đó thì Linh nhớ là Salad đã cướp cái chiêu cuối của Siri rồi, nên trong tình huống vừa rồi nó không lấy được cái chiêu cuối đó. Chưa đủ tiền để lên cái mũ, khá là lâu nữa chung coi nhanh hơn. Tiana khó bị bắt ở trong tình huống này nên nước e nè, có thế giới bùng nổ nè, chạy về phía sau được. Và vừa rồi sát thương đến từ con Shinobi này ác vậy, sát thương gì nó lực á, cho nên bắt làm chán tốt. Shinobi cũng tới, Riven ngỡ trở ngược trở lại với cú tốc hành. Palia dịch chuyển lên, Tiana dịch chuyển lên, nhưng mà Tiana không có thế giới bùng nổ. Reo CC cho bồ chạy không đây, Jerry chủ động tốc biến, Reo gom được 4 người nhưng mà không có sát thương, trời ơi. Không có team hỗ trợ sát thương, Lazy Feel tới rồi. Thì chỉ kích trúng vào người của Kiana, cẩm thận bất ổn, làm choáng được Sylas, hất tung lên Sylas. Rồi có từ chối tử thần, đồ vương hồi phục cái lượng máu. Từ chối tử thần, hết thì có đồng hồ. Đồng hồ hết thì chết. Revenge đang bị CC, Lazy Feel dứt điểm được Rakan. Thì chỉ kích vừa rồi bản năng sát thủ lao vào tấn công đánh tay nội tại. Ui, đánh tay thầm cái nữa dứt điểm được Talia. Thì chỉ kích không trúng vào người Shinobi, nhưng có được cho đỡ của triple kill rồi dành cho Lazy Feel. Vẫn lạ. Revenge tam bộ kiếm. Trời ơi, Shinobi nó chém cơ. Cancel đòn đánh ác anh em à. Mãn xà kích xong đánh thêm cái nữa, không biết có nảy chí mạng không. À nãy bạn bạn kêu là hiển thị mấy cái chí mạng đúng không, hiển thị mấy cái chí mạng đâu ta. Red team has slain the dragon. Biết biết rồi, 14 sát dành cho Lazy Feel rồi anh em ơi, 14 tháng 2. Kennen đứng chờ. Kennen đang có vị trí khá là đẹp nhưng mà không có tốc biến. Team Feel thì đang tràn lên tấn công Rakan, Rakan mất chiêu cuối rồi. Rakan mất tốc biến luôn. Shinobi cũng đang hơi cô động chút xíu. Bắt buộc phải tốc hành để có thể chạy đến từ bên phía Shinobi. Kennen vẫn đang biến mất trên bản đồ ha, đang chờ tốc biến nè. Biến của Kennen thì 25 giây nữa hồi. Ui cái gì vậy? Phiêu biết luôn hả? Nãy giờ Kennen tính ra là nó không lộ hình đó anh em, nó di chuyển xài mấy quét đồ cái thứ này nọ các kiểu các kiểu. Phiêu được cái là nó kỹ anh em à, 17 tuổi, 18 tuổi nhưng mà tính như ông già rất kỹ. À không có hoa sao sáng. Có hoa sao sáng. Mã tưởng nãy không có hòa xong rồi tự nhiên đúp chết đi chứ. Ok, là một Kennen rồi, giải tỏa được cái áp lực tự động có biến đến từ phía Kennen, tạo ra cái loạt vùng hiện khống chế. Thì chỉ kích hai phát trúng liên tiếp đầu, có mũ rồi anh em ha. 450 AP thì chỉ kích trúng chết luôn. 16 sát.
Rồi chắc là endgame rồi. Khoan này, team 1 thì đang có Kennen, có tốc biến, có bao success. Và kiểu dạng phim cũng không sợ chết á. Còn R lấy một cửa Mega, vẫn đang có bùi lại Baron, vẫn đang có theo đứng che phía trước. Phi nước chạy áp sát, hắc kim hộp sức kinh hoàng, xuyên tâm kích CC quá tròn. Chịu 17 điểm Hagop rồi. Shinami trúng cái tiên sư kích bản năng sát thủ lao vào đánh tay nội tại. Thêm cái tiên sư kích nữa. Ồ, Rakan mới ra 1/3 máu rồi, sát thương là quá yếu. 19 sát là kết thúc ở trong cái KDA của bản thi đấu này của Lazy Field anh em ạ. À, chủ động tốc biến né quăng địa chấn nếu như có của Talia anh em ha. Endgame. Nhưng mà cái account này là cao của Lazy Field ngày xưa, lâu rồi không đánh rank. Như mức rank ở thịnh hiện tại đang là cao thủ hay là cao thủ gì đó, chứ không phải là cái cao mà rank admin mới là cao thách đấu.